Nhà thang gỗ, nhà thang gỗ ấy. Dạ. Tức là như ăn bình thường vậy cô bình thường đâu xa đâu, cô quán ăn mà. Ngày nào có tưới nước còn ăn. Dạ. Dạ. Nó đi một chút là nó rất là ngọt chú. Cái vỏ mình nhả ra hay sao không? Nhả ra. Thôi cô đừng ấy, con không có ăn nhiều đâu. Cô rồi, quá lên xe. Rồi con cảm ơn. Em chạy đây vui. Dạ. Rồi bây giờ cô được đeo cái này vô với cái cổ. Cô đợi con một chút xíu nha. Để con giới thiệu chút xíu. Hello, xin chào các bạn. Thì mình có đi ngang qua đường này là đường Mimosa, là bắt đầu từ mình qua cái trạm thu phí trên cao tốc Liên Khương, là mình bước vào Đà Lạt thì có hai con đường, một là mình đi đèo Friend hay là đi đường đèo Mimosa. Thì bình thường thì mình ghé vô cái quán cơm này mình ăn nè. Đó. Nhưng mà hôm nay thì quán cơm này thì người ta nghỉ rồi, người ta không có bán bô nữa. Nhưng mà mình lại gặp cô này, cô đang làm vườn. Thì mình có hỏi cô thì cô nói là cô trồng cái những cái bông hoa hồng gì đó. Thì mình thấy cũng tò mò nên mình muốn quay lại. Rồi cô. Cô giới thiệu chút xíu về cô được không cô? Được chưa? Dạ. Cô là không phải là người Đà Lạt. Dạ. Cô không phải Gia Lạt, cô dân Gia Lai. Dạ, Gia Lai. Cô lên đây cô lập nghiệp ở trên này. Dạ. Vậy là cô lên đây lâu chưa cô? Cô lên đây cũng 6-7 năm rồi. 6-7 năm. Nhưng mà cô chuyên về là, mình chuyên về là các loại cây. Dạ. Nhất là hồng. Dạ. Nhà làm hồng rồi sen đá đủ loại đó. Dạ. Thì thực ra là mình không có rành về hoa. Nhưng mà để sẽ cô giới thiệu. Cái cây này là cái gì? Cái cây gì cô? Cây đây là hồng leo chú. Hồng leo cô ha? Hồng leo. Dạ. Hồng leo ra là cứ gọi như là khách mà mua là mình có loại hồng leo nhỏ chú. Dạ. Giờ trồng nó leo như vậy. Dạ. Tức là cái này mình chỉ trồng để cho người ta biết nó sẽ leo như vậy thôi. Bông đúng rất cô? Là đẹp luôn. Còn chú. Khi mà cô bán là cô sẽ bán cô có loại kia, cô có hồng chậu. Dạ. Bây giờ mình mở vô vườn hồng. Dạ. Tổng cộng hết cái vườn này diện tích nhiều không cô? Một hết mấy hả chú? Một hết hết tư chú. Nhưng mà mình cô làm thôi hả cô? Nhà có mấy người. Dạ. Đây là hồng cô này. À đây là rộng chưa? Đây. Đây là vườn hồng cô. Hồng này mình gọi là hồng gì cô? Hồng đây là mình bán cái loại hồng đây là hồng ngoại thôi, nhưng mà bán như thí dụ chậu như dài. Dạ. Chậu hoa như dài này. Như dài này. Dạ. Là ở nhà vườn sức là cái giá có 25 thao. Có 25 ngàn. À, 25 dạ, thao. Cũng rẻ cô ha. Dạ. Còn như chậu như dài mà hàng có bớt như dài. Dạ. Thì nhà vườn mình sức là giá 80. Dạ, 80. À, dạ. Rất rẻ. Đó là hồng thân tri chú. Hồng thân tri. Thân tri đây tới chỗ bông. Đây là cổ hớ đào anh chú. Cổ hớ đào. Hồng cổ ấy. À hồng cổ. À đây là hồng cổ. Hồng mình cổ. Nói là hớ. Hồng dạ. Cổ hớ ấy. Dạ. Rồi. Như cây về tại nhà vườn mình bán là 200.000 một chậu luôn. Dạ. Nhưng mà về là bắt đầu người ta sẽ cho làm cái chậu khác đúng không? Người ta đập cái chậu ra ta bưng bỏ qua chú. Dạ. Là nó sẽ bông vào quanh năm suốt tháng thôi. Dạ. Còn đây là hồng thân tri này chú, đây là thân tri này. Đây mấy cây đẹp đẹp này. Đây. Như đây là thân tri mà đây là kêu là cá hồi này, cá hồi đậm này. Dạ. Thân tri giá như đây là bán là 70.000. Dạ. 70.000 đó như bông hồng hồng đã là giá 70. Dạ. Dạ. Rất là rẻ, không có mét đâu. Dạ, thì đúng là giá này rẻ mà. Đây là 70. Dạ. Bán cho khách người ta bán lại chú. Dạ. Nhưng mà cái mình mua về mình có dễ chăm không cô? Dở là... lắm, dở lắm chú. Cái dạ. Rùa bỏ qua chậu lớn là nó rất là dở sống. Dạ. Đây là thân tri nhỏ, còn đây là thân tri lớn thì chú. Mình tưới nước thì sao cô? Tưới bình thường, tưới bình thường à. Đây, thân tri đây là thân tri lớn. Cái loại đó là thí dụ mà khách hàng mà lấy bán á. Dạ. Lấy số lượng nhiều thì lấy 100 thao. Dạ. 100 thao. Dạ. Vậy là cái cây này nó thân nó cao cô ha. Thân cao, đây là thân lớn á, tuy dạ. Lớn và dạ. Đủ màu sắc nha. À, quá đủ. Trời màu luôn ha. Đủ màu đẹp lắm. Màu vàng nè, màu vàng, nhà màu này. Đỏ. Như màu như vậy này. À, màu. Cái này có nhiều màu luôn cô ha. Nhiều lắm. Dạ. Rất là nhiều. Mình bỏ cái lưới này là chụp mục đích là gì cô ha? Cho trời mưa chú. À thôi. Nếu nó đẹp là đẹp lắm, nó đẹp dạ. Như vậy chú. Trời mưa rồi sâu bọ rồi bướm nó ăn cô ha? Bướm không. Sợ là trời mưa thao chứ còn đã ở ngoài trời được mà.
Dạ. Đây là hàng ngoài trời hết á. Dạ. Nhiều cái bông đẹp lắm, nếu khách hàng mua thì chọn đủ màu luôn. Dạ. Cái này là do mình cắt tỉa đó cho nó gọn lại cái rồi tỉa, cô Nam. Mình cắt tỉa lại hết. Đây dạ. Là hồng đen này chú. À hồng đen. Nhiều lắm. Dạ. Nói nếu anh chị nào, bà con nào mua thì cứ liên hệ cho cô đọc số điện thoại cô luôn cô. Số cô là 0398 0398 228 228 434 434. Dạ, cô tên gì cô ạ? Cô tên Ngọc em. Cô Ngọc ha. Dạ. Thì nói chung là anh chị nào mà quan tâm mua về kinh doanh hoặc là mua để sử dụng cá nhân, làm đẹp trong gia đình, trang trí thì cũng liên lạc cô Ngọc. Cô Ngọc đều bán hết ha. Bán theo giá như vậy á, có mua lẻ cũng giá mềm vậy luôn, bán theo giá sỉ mà, không có bán mít ra. Coi đây là giá, thí dụ khách hàng mà mua nhiều ấy, thí dụ mà khách hàng mua nhiều tính giá 90 thao, cũng bán lẻ 100. Dạ. Còn hàng nhỏ kia là 70. Dạ. Vậy là ngoài hồng ra rồi mình còn trồng cây gì không cô? Ngoài hồng ra thì ở nhà có sen đá mà tại mình chưa dò vô á. Có sen đá nữa. Sen đá rồi cẩm tú cầu. Dạ. Cúc thân gỗ. Dạ. Cúc họa mi. Dạ. Tất cả là cái gì cũng có đó, ở vườn là nhà vườn mà thứ gì cũng đầy đủ hết đó. Bên còn bên kia là của nhà cô hay là của người khác không? Bên đây là của cô, bên kia là của vườn sen đá. Ở đây chú quay vườn sen đá chú quay nè. Dạ dạ. Tức là của nhà cô luôn cô, không, đúng không? Sen đá là của con cháu á. À con cháu. Cô chưa dọn xuống. Dạ. Tại vì con nghe người ta nói sen đá nhiều nhưng mà thực ra con cũng chưa có dịp để xem nó là cụ thể làm sao ạ. Đi bên đường cái chú, lái xe lại, chú lái xe lại đừng đã có cái cống nữa. Dạ. Ở bên đây là cũng có lai nhật này, lai nhật một cốt đó chú. Dạ. Là tí nữa cô về nhà là tới 30 cây số cô ha. Không, cô ở lại. À cô lại ở lại. Nhưng mà nếu mà người ta ở xa người ta mua thì bằng cách nào cô gửi xe hay cô gửi xe? Dạ. Cô gửi xe Phương Trang ấy. À đúng rồi, xe Phương Trang này, xe Thành Bử này. Dạ. Đúng rồi. Còn đây là cúc thân gỗ này chú. Cúc thân gỗ. Nó là chín ăn rất là ngọt. Mà đây là cúc thân gỗ này. Đây trái nó này chú. À. Coi nó này trái nó như vậy. Đây con hà trái này. Đây này chú hái thử ăn coi. Dạ. Này. Để vậy ăn vậy luôn hả cô? Anh kính ra là nó ăn bao giờ? Dạ. Đây là cúc thân gỗ. Cúc thân gỗ. Và nho thân gỗ, à, nho thân gỗ ấy. Dạ. Tức là như ăn bình thường vậy cô ha? Bình thường đâu có sao đâu, cô vẫn ăn mà. Ngày nào cũng tưới nước cũng ăn. Ờ giờ đó. Nó đi một chút là nó rất là ngọt chú. Cái vỏ mình nhả ra hay sao không? Nhả vỏ ra. Hơi chua chua không cô không? Đây là chua chín. Chú hát anh em. Nó là sai lắm. Mới chừng nào là hái hết rồi hả chú? Dạ. Người ta vô. Nó mọc dưới gốc vậy luôn cô hả? Từ dưới gốc lên trên luôn hả? Dạ. Đúng là lần đầu tiên con vừa mới biết. Tôi hay nghe anh chị, anh chui cho nó ngon. Dạ. Ủa vậy là đây cô tự nấu ăn hay là mình ăn tiệm cô? Cô tự nấu chứ. Dạ. Rồi vậy nha các bạn, còn cái cây kia cây gì cô? Mấy cái cây đang ươm này là cô? Cây ươm này là chứ. Thôi cô đừng ấy, con không có ăn nhiều đâu cô. Rồi cứ bỏ lên xe. Rồi con cảm ơn. Anh chơi đây vui. Dạ. Cái nào là chú? Đây là mấy cái câu gì trong chậu này nè cô? À, vú sữa hoàng kim. À, vú sữa hoàng kim. Dạ. Yeah. Vú sữa hoàng kim này, cái đó là trái nó màu vàng này chú. Dạ, còn kia là bên kia là lại nhật một cốt. Dạ. Dạ. Rồi vậy cô nha cô. Trời. Rồi giờ con về, con vô trong thành phố Đà Lạt, con tối nay con ngủ trong đó rồi sáng mai. Có khi nào chú ghé lại á, chú cô đỡ hữu nghị cho mấy chào chú về chú chơi. Dạ thằng dạ. Rồi có gì chiều mai con sắp xếp rồi con ghé quay đi ngược lại con ghé. Cảm ơn chú. Chào cô nha. Cảm ơn chú nha.